Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng với bài đăng nhật ký của bác sĩ làm việc tại một bệnh viện lớn ở thành phố Bắc Kinh. Ngày 7 tháng 7 năm 2022, cái nghèo đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Nam bác sĩ chia sẻ, anh thường thấy rất nhiều người giàu ở phòng đơn cao cấp, thậm chí diện tích lên đến mấy trăm mét vuông. Lúc đó, anh không hề ngạc nhiên vì quan niệm rằng người giàu dù nhiều tiền đến mấy thì khi mắc bệnh nhập viện đều như nhau, chỉ là họ sẽ được bác sĩ giỏi hơn điều trị, ở bệnh viện tốt hơn, được nhiều người chăm sóc hơn mà thôi. Thế nhưng, đến khi nhìn thấy phong cách nhập viện của người giàu thật sự, anh mới biết thế giới của mình thật sự quá nhỏ bé. Người giàu thật sự mắc bệnh có thể mời cả đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp về nhà, bao gồm cả thiết bị, dụng cụ tân tiến. Toàn bộ chỉ để phục vụ một người, cũng tức là một bệnh nhân. Đây mới gọi là tiêu tiền như nước đúng nghĩa. Thế giới của người giàu và người bình thường không giống nhau, đặc biệt là khi đối diện với sự dày vò của bệnh tật. Cũng giống như tỷ phú sông bài Macau Hà Hồng Sơn nhập viện ICU, được y bác sĩ túc trực 24 giờ không rời, viện phí mỗi ngày 860.000 nhân dân tệ, gần 3 tỷ đồng. Người thân còn mời 8 vị bác sĩ nổi tiếng đặc biệt chuyên về não, tim, gan, dạ dày, phổi, thận cùng 7 y tá có bằng cấp cao. Số tiền lương mỗi ngày bỏ ra khoảng 50-200.000 nhân dân tệ, hơn 170-700 triệu đồng. Bình thường, tỷ phú sông bài nhập viện điều dưỡng ở Bệnh viện Dưỡng Hòa Hồng Kông, Hồng Kông Sanatorium and Hospital. Phòng ốc vô cùng hào hoa như biệt thự sang trọng. Diện tích phòng bệnh 180m, có phòng khách lớn, hệ thống cửa sổ hiện đại và kiểu cách, phòng bếp kiểu mở, ngay cả người nhà thăm bệnh cũng có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng. Tiếp nhận liệu trình điều trị đẳng cấp cùng các thiết bị hỗ trợ hiện đại, tỷ phú sông bài đã sống đến 98 tuổi. Nhập viện 11 năm, chi phí điều trị hơn 1,5 tỷ nhân dân tệ, hơn 5,2 nghìn tỷ đồng. Đây thật sự vượt khỏi sức tưởng tượng của người bình thường. Hiện thực lạnh lẽo và tàn khốc như thế đó, tiền không chỉ là những con số mà còn là tính mạng của con người. Người ta có câu, túi tiền của bạn rốt cuộc có bao nhiêu không phải trong ngân hàng mà chính là bệnh viện. Để thấu hiểu câu nói này, bạn có thể thử trải nghiệm vài giờ trong phòng ICU. Bạn sẽ nhìn thấy, bệnh tật khiến một gia đình giàu nứt đố đổ vách rơi xuống cùng cực, tán gia bại sản. Bạn sẽ nghe thấy bệnh nhân và người nhà phải khóc rống trong tuyệt vọng vì không có tiền chữa bệnh. Một người phụ nữ trung niên ở thành phố Đông Hoảng, Quảng Đông đã gục mặt khóc lớn giữa đường xá đông người qua lại. Cảnh sát đến hỏi tình hình mới biết bà vừa mới từ ngân hàng ra vì rút tiền chữa bệnh cho chồng ở khác ngân hàng nên bị trừ 27 nhân dân tệ, gần 94.000 đồng phí giao dịch. 27 nhân dân tệ này như cọng rơm, cuối cùng khiến bà không thể cầm lòng mà sụp đổ. Người chưa hề trải nghiệm mùi vị của cái nghèo, không thể hiểu được loại tâm trạng này. Chồng bệnh nhập viện, chi tiền như nước, trên người còn chưa có nổi vài đồng bạc lẻ, nói chi đến 27 nhân dân tệ. Chủ tịch Viện Gen Bắc Kinh, ông Uông Kiện từng nói, 60% người chi hết 60% tiền tài tích lũy để cứu lấy mạng sống trong 28 ngày cuối cùng, công sức cả đời cứ thế tiêu tán. Con người chỉ khi đối diện với cảnh thiếu tiền mới biết thế nào là đường cùng. Điều tàn khốc nhất đó là người giàu và người bình thường không chỉ chênh lệch ở phương diện điều trị bệnh tật mà còn ở điểm xuất phát, tốc độ, hoàn cảnh để tích lũy tài sản. Trên thực tế, người giàu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà hầu như người tỷ phú đều được phát triển dưới nền móng gia tộc và sự ủng hộ ngàn vàng của gia đình. Không thể phủ nhận, người tài giỏi sẽ càng tài giỏi hơn, người đó sẽ càng giàu có hơn. Sự chênh lệch ban đầu tưởng chừng không mấy đáng kể, nhưng nhờ vào hoàn cảnh tác động mà như sóng trào cuồn cuộn, cách biệt giàu nghèo trở nên xa xăm hơn bao giờ hết. Có một câu chuyện thế này, ba người cùng đi thang máy từ tầng 1 lên tầng 10, đến nơi phóng viên phỏng vấn các anh làm cách nào để lên đến đây. Một người nói chạy bộ, một người nói trồng cây chuối đi từng bậc thang, một người nói trèo lên từ lan can. Thế nhưng phóng viên đều biết rõ, cả ba người đều đi thang máy. Những người giàu có này không chấp nhận việc họ dễ dàng chạm đến thành công mà lại biến tướng hành trình làm giàu của mình cho phức tạp hơn. Nhưng như vậy mới kỳ diệu, phù hợp với hình tượng làm giàu từ hai bàn tay trắng. Đối với người bình thường, chúng ta cần phải nỗ lực tìm thấy thang máy cho riêng mình. 1. Muốn thay đổi vận mệnh, đầu tiên hãy lựa chọn đúng hướng đi phù hợp.
Ở thời đại phát triển chóng mặt này, nhịp sống vồn vã nhưng cũng tạo ra vô số cơ hội để bạn lựa chọn. Ai có đầu óc tỉnh táo hơn, có năng lực cao hơn, lựa chọn đúng hơn thì có thể thay đổi số mệnh trong nghịch cảnh. Hãy nhìn nhận lại bản thân, tìm thấy sở trường, thế mạnh để tập trung phát triển. Cá chỉ sống khi ở dưới nước, đừng bắt chúng phải so đo với con khỉ trong việc leo cây. 2. Nâng cao năng lực, tự tạo dựng thương hiệu cá nhân. Người có năng lực càng cao thì kiếm tiền càng dễ dàng, do đó hãy mở rộng trái tim để không ngừng học tập, hoàn thiện bản thân. Viết lách, ca hát, tài chính, luật sư, bác sĩ, nghiên cứu, diễn xuất hay hội họa, hãy tìm thấy thế giới riêng để bản thân được vùng vẫy thỏa sức, học thêm nhiều kỹ năng không bao giờ là thừa. Đáng nhẽ ra, hai người đàn ông 65 tuổi, Paul Fabres và Cliff Dale, sẽ có một chuyến đi du lịch với người bạn thân nhất của mình, ông Ron Harper. Tuy nhiên, trước khi chuyến đi ý nghĩa ấy có thể được thực hiện, ông Ron Harper đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Chính vì vậy, hai người bạn đã quyết định làm một việc để tưởng nhớ tới người bạn câu cá của mình. Ông Paul và ông Cliff đã dùng tro cốt của ông Ron để nặng thành những viên mồi với hy vọng có thể câu được cá khổng lồ. Được biết, trước đó một năm, ba người đàn ông tới từ Yorkshire, Anh đã có một chuyến đi tới Thái Lan vào năm 2015. Sau chuyến đi ấy, họ đã có lời hứa sẽ trở lại đất nước này vào tháng 4. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 12 năm 2015, ông Ron đã không thể qua khỏi vì căn bệnh ung thư. Thi thể ông được đem đi hỏa táng 3 tuần sau đó. Trước khi qua đời, ông Ron Harper có một di nguyện để lại cho hai người bạn. Hãy dùng tro cốt của ông rải xuống hồ tại Thái Lan. Ông nói rằng ông không thể đi tới Thái Lan cùng hai người bạn, nhưng họ có thể mang tro cốt của ông tới đất nước ấy. Nhớ lại câu chuyện với người bạn thân, ông Paul Fabres chia sẻ: "Một vài ngày trước khi chết, bạn tôi có nhắn nhủ hãy mang tro cốt của ông tới Thái Lan và thả quanh hồ. Chúng tôi nói rằng sẽ làm một điều có ích hơn, đó là dùng tro cốt của ông để làm thành mồi câu cá." Nghe vậy, ông ấy hoàn toàn đồng ý với ý tưởng đó. Cuối cùng, vợ của ông Ron, bà Judith, đã chia đôi phần tro cốt của chồng mình. Một phần đem thả xuống biển Grenada, phần còn lại giao cho hai người bạn thân mang tới Thái Lan để câu cá. Hai lão ngư đã đặt tên cho loại mồi đặc biệt ấy là Ronnie Tím. Họ sử dụng nó để đi câu trong suốt 9 ngày lang thang tại Thái Lan. Loại mồi đặc biệt này thực sự vô cùng lợi hại khi ông Bo và ông Cliff đã bắt được con cá chép nặng tới 76 kg, kỷ lục trong đời đi câu của hai người với loại cá này. Chúng tôi rất buồn vì Ron không thể đi cùng trong chuyến đi này. Ông ấy đã rất mong ngóng tới chuyến du lịch Thái Lan. Nhưng chắc chắn tôi vẫn thấy ông ấy ở đâu đó quanh đây cùng chúng tôi trong hành trình ý nghĩa của cuộc đời. Sau khi bắt được con cá lớn, chúng tôi nhìn lên trời và nói: "Cảm ơn cậu, Ron."